Đầu tiên thì mình sẽ nói về tính cách sơ lược tổng quát của bạn. Mình thấy bạn là người khéo léo, bạn thanh lịch tử tế, bạn biết cách trải nghiệm, bạn biết cách tôn vinh vẻ đẹp của mình, bạn biết cách tỏa sáng và cái sự tỏa sáng của bạn như chừng mực. Đôi khi bạn có những cái thần thái, cái kiểu của bạn là nó hơi lạnh lùng, nó hơi khôn ngầu, và vì thế bạn luôn biết cách tiến, biết cách lùi trong bất kỳ những cái tình huống nào trong cuộc sống. Thì bạn giao thiệp với cái tinh thần là uyển chuyển, mềm mại và khéo léo á. Bạn có thể bạn không có ngoại hình đẹp bẩm sinh, nhưng mà bạn biết cách trau chuốt nó sao cho ưa nhìn nhá. Có thể bạn biết cách trưng bày ra những cái gì đó đẹp đẽ nhất cho mọi người nhìn vào ha. Và mỗi người như bạn luôn biết xoay sở trong những cái tình huống nó khó khăn và khó nhằn với bạn. Bạn là người biết cách tùy cơ ứng biến, các bạn biết cách thay đổi bản thân liên tục để phù hợp với cái thời thế hiện tại. Và đôi khi chính tính cách niềm nở đó của bạn, cách ăn nói duyên dáng, lịch sự và hòa nhã là cái đặc điểm giúp bạn quyến rũ trong mắt người khác. Và đôi lúc họ sẽ thấy những cái kiểu của bạn là hơi chống chế và hơi thẳng thắn rõ ràng trong những suy nghĩ của bạn, nếu như người đó muốn cố tình lấn cái đường biên ranh giới với bạn nha. Và bạn sẽ chỉ rõ là họ có điểm sai hoặc là họ không nên là như thế, một cách thái độ là nó rõ ràng, nó đôi khi nó hơi trắng trợn một xíu, nhưng cái đó là cái sự làm những người khác phải chùn bước và phải rụt rè khi đối diện với bạn. Cách của bạn á, dù sao nó cũng rất là văn minh, rất là sự hòa nhã đó, cho nên đôi khi những cái vấn đề đó, những cái tính cách của bạn đó làm cho sự quyến rũ của bạn trong mắt người khác phái hoặc trong mắt những người xung quanh nó càng tăng thêm rất là nhiều lần. Càng tiếp xúc với bạn thì càng cảm thấy bạn mặn mà, càng có duyên rất nhiều với họ. Và một số bạn thì sẽ có cảm tình ngay từ lần đầu tiên gặp người bạn luôn, họ sẽ tán tỉnh bạn ngay lập tức luôn. Đa phần mình thấy là những người mà thích bạn, cái tính cách của họ là hào sảng, quảng giao và cũng thích nói chuyện, cũng cái kiểu là vui vẻ, cũng kiểu là hài hước như bạn ha. Tuy nhiên mình thấy là bạn không phải là cái người quá dễ dãi trong yêu đương đâu, có nghĩa là bạn chắc chắn đã từ chối khá nhiều cái lời tỏ tình rồi, nhưng mà nhiều cái khả năng em khéo ăn nói giao tiếp thì bạn cũng không có quá để phật lòng, quá bị tổn thương người khác ha. Thì bạn biết cách khước từ sao cho thẳng thắn này, vẫn đủ cái kiểu nhẹ nhàng để mà đối phương cảm thấy không bị xấu hổ hoặc là đối phương cảm thấy không bị xúc phạm, để là sinh cái tâm oán hận và oán giận nha. Cho nên cái tóm lại là mình thấy rằng bạn là bậc thầy trong giao tiếp và cái mối quan hệ. Ok, đây tôi bày cho các bạn. Mình thấy tôi bày rất là đẹp ha, và rất là thú vị luôn. Ok các bạn nha.